13 tuổi, con gái Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã được ra sân golf. Su Jin có vẻ vô cùng thích thú khi được thử nghiệm chơi golf phiên bản trẻ em. Mới đây, mẹ bỉm Đàm Thu Trang đã chia sẻ hình ảnh con gái cưng lên trang cá nhân. Trong ảnh, bé Su Jin đang thích thú tập luyện golf lờ trong sân cỏ. Theo quan sát, có vẻ như gia đình Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã có một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày sau khi cựu người mẫu sinh con thứ hai. Từ bé, Su Jin đã được bố mẹ đầu tư phát triển một cách tốt nhất. Không chỉ về điều kiện vật chất, Su Jin cũng được phát triển đời sống tinh thần. Từ nhỏ, cô bé đã được bố mẹ đưa đi du lịch khắp nơi nên vô cùng dặn dĩ và hiểu chuyện. Theo Đàm Thu Trang từng chia sẻ, cô bé vô cùng ham học hỏi và thích thú những điều mới lạ. Ngoài ra, Su Jin cũng khá thích thú bộ môn khác như bơi lội, đi xe điện. Đàm Thu Trang cũng có lần chia sẻ bộ sưu tập xe điện đồ sộ của Su Jin. Được biết, nhóc tí đã sở hữu gần chục loại xe với kiểu dáng và mẫu mã bắt mắt khác nhau. Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang vào tháng 7 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2020, cặp đôi chào đón sự xuất hiện của con gái cưng Su Jin. Mới đây, cặp đôi chào đón thêm thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.